xin chào các bạn chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình android căn bản đến nâng cao được thực hiện tại website itlabs vn mình tên là chế công bình và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo của cái app lightline chúng ta ở bài trước chúng ta đã thiết kế cho cái layout menu rồi đúng không các bạn bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho từng cái layout menu này thì ở bài này đầu tiên chúng ta sẽ xử lý cho hai cái là, là cho cái cái hình bóng đèn này và cái hình neon à, cho hai cái tên này trước ha bởi vì hai thằng này là cách làm giống nhau cho nên mình sẽ làm hai thằng này trước À, thằng uh, thằng xe cứu hỏa nè và thằng này thằng xe cứu hỏa và cái thằng uh, cái thằng đèn neon này nè và cái thằng golden này là giống nhau cho nên mình sẽ gom vào trong một bài ha thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua hai này trước rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thì bạn thấy là khi chúng ta lít vào cái này thì chúng ta sẽ có hai cái hình bóng đèn này à, đầu tiên là bóng đèn chúng ta tắt đúng không theo như cái uh, cái video của nó nè theo như cái video đây đâu rồi nó sẽ có một phần là có bóng đèn các bạn như đây nó không có ha đây phần bóng đèn này thay vì chúng ta không làm vuốt vuốt mà chúng ta sẽ làm cho bóng đèn tắt mở các bạn ha à, thì chúng ta sẽ làm bằng đỏ đó. đó thì đặc định là bóng đèn chúng ta tắt đúng không sau đó chúng ta bấm một cái bóng đèn chúng ta lít vào bóng đèn thì bóng đèn chúng ta nó sẽ mở lên rồi bây giờ chúng ta làm cách nào đây rồi đóng nó xuống à tạm thời đóng nó xuống thì cái đó rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ có hai cái tấm hình một cái tấm hình tượng trưng cho bóng đèn tắt và một một tấm hình tượng trưng cho tấm bóng đèn mở à, chúng ta sẽ có hai tấm hình một là tượng trưng cho bóng đèn tắt là hai tượng trưng cho bóng đèn mở vậy các bạn thấy là công việc tắt mở này nó giống với cái gì các bạn chúng ta sẽ áp dụng cái gì để chúng ta làm cái việc mà tắt mở bóng đèn này theo các bạn nhớ là tất cả các bài trước mà chúng ta đã học à, chúng ta áp dụng được cái gì Bravo Resort chúng ta áp dụng được cái gì nè rồi à, về view thì chúng ta áp dụng được cái gì các bạn nào nhớ không ta đúng rồi chúng ta sẽ áp dụng được hai cái ha đối với rau bầu thì chúng ta sẽ xài selector đúng không chúng ta sẽ bắt trạng thái là gì trạng thái lít cho thằng này nếu như được lít vào có phải là khi chúng ta được lít vào cái hình bóng đèn tắt thì nó sẽ là chuyển qua dạng bóng đèn mở đúng không các bạn nó chuyển qua dạng bóng đèn mở còn khi mà sao chúng ta lít vào bóng đèn mở thì nó sẽ gì nó chuyển qua dạng bóng đèn tắt rồi vậy cái thằng này Vậy cái nào nó cho chúng ta Vậy cái view nào nó cho phép chúng ta đã đáp ứng được đó Theo các bạn nghĩ là chúng ta xài nào Nếu mà chúng ta xài image button đúng không Thì chúng ta phải tốn công sức là chúng ta Kiểm tra xem là tấm hình đó là Đang là tấm hình tắt hay tấm hình mở đúng không Tôi phải tốn công sức xem là kiểm tra như vậy Để chúng ta xét lại tắt mở Thì nó có một cái ha Chúng ta sẽ Chúng ta sẽ tận dụng thằng Toggle button các bạn Các bạn nhớ toggle button không Chúng ta sẽ tận dụng thằng đó Bởi vì nó có thuộc tính là test on test on và test các bạn đúng không chúng ta dùng tính đó rồi chúng ta sẽ làm luôn ha thì ở bài trước á, mình có một phần sai là như thế này đó là trong các class kết tầm kênh á ha thì các bạn thấy là mình khai báo inset ở trong cái tâm như thế này à đúng rồi ở này đúng rồi ha rồi không, không, phải sai ha mình do mình nhìn lộn rồi tạm rồi chúng ta đúng à mấy phần này chúng ta đúng rồi nhưng các bạn thấy nè khi chúng ta load lên á, thì nó bị vẫn bị chiếm như thế này bởi vì chúng ta sẽ xét cái nhiều lúc nó sẽ không nhận ha thì lúc này á, các bạn á, chịu chịu khó một tí là chúng ta sẽ xét các top left drive -right nó lại ha, ví dụ như các bạn canh top xuống là 20 dB chẳng hạn rồi chúng ta sẽ dùng Android top ha để chúng ta canh top nó xuống ví dụ như là canh 10 xuống 10 dB chẳng hạn ha này sẽ canh nó sẽ giật xuống top 10 dB thay vì chúng ta sẽ xét nó sẽ không nhận như hiện trạng này ha rồi thì nó chỉ có như vậy thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính chúng ta ha thì bây giờ các anh thấy là mình muốn là lít vào cái gì cái cái bóng đèn thì nó sẽ chuyển qua là là cái biểu tượng là thằng thằng hai cái hình là lion và lion đúng không rồi bây giờ mình sẽ xử lý nha các bạn thấy là mấy cái hình mà này là những cái image bất tên mà chúng ta khai báo bên đâu các bạn leo menu đúng không nào rồi nhưng mà tới đây mình muốn xử lý không xử lý mình cần phải báo cái android đi chúng ta sẽ khai báo những cái android id để chúng ta có thể xử lý sự kiện lít cho cái thằng icon icon bóng đèn này thì đây mình sẽ khai báo android mình đặt id cho nó vì mình muốn xử lý mà đúng không các bạn rồi, mình đang sẽ đặt ở đây là button ha, button line vì chúng ta là bóng đèn. Đâu nào rồi button line, mình sao lại. Rồi, thì tiếp theo là cái thằng neon mình cần xử lý luôn không nào, mình sẽ đặt ID cho nó luôn. Android. Hai chấm ID. BTN neon. Rồi thì mấy thằng còn lại là mình cần xử lý luôn đúng nào? Thì mình bây giờ mình cũng cần Sao các bạn, mình cũng cần ID cho mấy thằng còn lại luôn. Ha, lỡ đặt rồi thì đặt cho hết luôn. Copy paste xuống nào nơi ông trong chúng ta tới là bolic đúng không nào rồi sau đó chúng ta sẽ tới cái bạn traffic rồi sau đó chúng ta sẽ tới là worrying rồi sau đó cuối cùng chúng ta sẽ tới gì cái thằng last line đúng không nào last line rồi bây giờ đầu tiên là mình cần phải xử lý thằng gì thằng bóng đèn chứ đúng không nào bây giờ mình sẽ tìm nó nha mình sẽ qua đây thì các bạn thấy là thằng layout menu của chúng ta nó sẽ được lót bởi thằng nào phải ra ba các bạn có phải là menu activity không đây layout activity của phải lần này à, à nhầm 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 rồi nhầm rồi layout menu chúng ta được load bằng nào các bạn menu activity ha có phải lần này không các bạn đúng chưa thì bây giờ chúng ta sẽ gì xử lý gì cái intent vậy để mở gì các bạn thấy là chúng ta nếu như chúng ta muốn mở từ một màn hình này qua một màn hình khác thì chúng ta phải áp dụng với các bạn chúng ta phải áp dụng intent đúng không nào chúng ta phải áp dụng intent để mở từ một hình này qua một hình khác rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng intent đúng không nhưng trước khi sử dụng intent thì các bạn thấy là chúng ta đã có được cái màn hình là cái màn hình button lion chưa đây các bạn thấy nè khi nó à, đây lùi lại một tí nè đây cúc này nha rồi các bạn thấy nè khi lướt vào nó mở một, một hình khác đúng không có phải là này không nó mở một hình khác nhưng chúng ta chưa có đúng chưa rồi bây giờ làm sao chúng ta có được cái màn hình này đây. Thì có phải là các bạn nhớ lại là intent cho phép chúng ta mở từ một hình này qua một hình khác, nhưng cái màn hình là cho cái hình bóng đèn chúng ta chưa chưa tạo đúng không? Vậy chúng ta cần phải làm các bạn tạo cái layout cho cái gì? Chứa cái hình bóng đèn, layout và layout. Rồi đầu tiên mình vào folder layout. Ha trước khi xử lý thì mình vào vào folder layout, mình new ra một cái layout mới cái đã. Ha, và cái layout này nó sẽ chứa cái toggle. Toggle đó chứa cái gì? Nó chứa hai tấm hình là layout và layout ha. Rồi ở đây mình sẽ để là line layout. Layout line. Rồi ok. Rồi, thế đây mình sẽ sử dụng frame layout bởi vì mình chỉ có một tấm hình thôi, cho nên mình sẽ xài frame layout nó sẽ là nhanh nhất. Frame layout, lúc này mình sẽ không cần để như cả bỏ luôn orientation nào bởi vì frame layout thì không có orientation. Rồi, lúc này mình chỉ cần khai báo kết thúc button thôi. Mình để là max parent luôn bởi vì có một mình một mình có bóng đèn thôi đúng không? Mình để là max parent. Sau đó mình sẽ xét suột cho nó ha là cái hình là lion và lion thì đầu tiên mình sẽ copy hai cái tấm hình vào cái đã đây copy hai tấm hình vào vào trong folder ra bò luôn rồi mình có hai tấm hình lion và lion thì giờ mình xét cho nó thì vậy, vậy thấy các bạn mình xét bằng cái nào android bắt đúng không có phải là android bắt rồi lion không lion hả android bắt rau đúng đúng các bạn phải như vậy không rồi các bạn thấy nó còn chữ là on off đúng không thì các bạn có thể là bỏ luôn chữ này bằng cách chúng ta sẽ gọi là android test up đúng không chúng ta cho nó rỗng và Android test on cho nó rỗng luôn để cho nó tránh cái trường hợp mà nó có cái chữ như bạn thấy bên bên tấm hình chúng ta bên đây. À rồi chúng ta đang rỗng. Rồi bây giờ chúng ta chạy lên thử coi. À chưa chưa đúng không? Chúng ta chưa có màn hình rồi, chúng ta chưa gì? Mới khai báo cái gì? Mới khai báo file email thôi, chúng ta cần phải báo uh, một file layout cho nó nữa, à một file uh, Java cho nó nữa đúng không? Ở đây mình sẽ đặt là live activity. Rồi ok thì thằng này mình sẽ gì mình sẽ hiển thị cái layout là leo like đúng không mình sẽ attend về các activity cái đã để cho nó là một cái activity activity rồi mình sẽ phương thức gì phương thức cái vòng đời của nó là on sau đó mình sẽ xét gì xét cái thằng leo hiển thị cho thằng activity này là là cái leo line đúng không nào xét còn view r chấm leo chấm leo like rồi xong chúng ta đã có đường đó rồi thì này chúng ta chưa xử lý mình tắt đi cho nó đỡ rối rồi chúng ta có layout ra rồi. Bây giờ các bạn thấy là khi chúng ta khai báo một activity thì chúng ta phải vào ngay Android Manifest để chúng ta khai báo gì các bạn. Khai báo activity cho nó. Khai báo là chúng ta đã có một activity mới đúng không? Chúng ta phải vào đây khai báo. Có một activity mới đây. Rồi đóng lại. Và chúng ta set label cho nó luôn đi ha. Android. 2 chấm label. Sẽ là like chẳng hạn. Rồi ok. Xong. Đó chúng ta có label rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý đây. Các bạn thấy là chúng ta muốn lít vào cái bóng đèn và mở qua cái layout vậy Mở qua cái layout last like chúng ta. À layout line đây, mở qua layout này. Thì bây giờ các bạn thấy là cái thằng gì? Cái thằng cái thằng bóng đèn này nằm ở bên layout menu. À sổ xuống. Đây, menu activity chúng ta. Và chúng ta cần tìm tới cái button ha. Chúng ta sẽ có phải là bên đó là chúng ta khai báo cái email button không? Mình sẽ có là btn line đúng chưa? cái kêu là button là like trước đi về mình xử lý cái thằng like trước ha rồi tên là like sẽ mình sẽ tìm với bên gì bên layout đúng không file view by đi r chấm id chấm button là like rồi mình sẽ chuyển nó về kiểu button xong Email button sau đó mình sẽ gắn cái sự kiện list cho nó Im element on click list listener à, on listener ha đây rồi chúng ta sẽ kế thừa phương thức on click của nó sau đó chúng ta vậy xét cho thẳng xét sự kiện list này trong button like chấm set on click listener bằng this rồi sau đó chúng ta sẽ gì các bạn thấy là bây giờ mình muốn mở từ một màn hình này từ activity này qua activity khác có nghĩa là từ activity menu qua cái activity của chúng ta là 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 là, là like qua lại activity đúng không? Từ menu qua lại activity thì chúng ta phải sử dụng gì? Intent. Rồi mình khai báo một cái intent. Mình đặt tên là y mở đi ha, mình đặt tên là y mở live activity. Rồi, mở lại activity đúng không? Bằng new một cái intent. Rồi chúng ta sẽ truyền gì? Địa chỉ, địa chỉ gửi đúng không? Và địa chỉ nhận, địa chỉ gửi chúng ta là phải là menu của TVT. chấm và cái cái tv chúng ta muốn mở là gì có phải là thằng live activity không live activity chấm lab rồi sau đó chúng ta chỉ cần gọi là ta activity thôi và chúng ta truyền vào cái gì y mở tvt sau đó chúng ta sao lại rồi bây giờ chúng ta build lên cái đã build lên cái nha thì các bạn xem chúng ta sẽ được những cái được cái gì rồi cái đã rồi chúng ta ok chạy rồi các bạn xem đầu tiên là lát riêng đúng không chạy lát riêng chạy 5 giây xong sau đó nó sẽ vào vào menu chính rồi các bạn thấy là mình lít vào này có nó mở đây nó mở rồi đúng chưa các bạn nhưng các bạn thấy là khi mình lít vào nè gói ràng khi mình lít vào bóng đèn thì sao nó chưa nó không chuyển qua bóng đèn on kia là không chuyển qua bóng đèn sáng vậy các bạn thấy sao các bạn chúng ta không thể nào sử dụng à thằng này bỏ đi không xài nữa chúng ta không thể nào sử dụng cái gì set background bình thường như thằng kia được đúng không đây layout line layout line, uh, của chúng ta chúng ta không nào sử dụng set background như vậy được vậy các bạn thấy là khi chúng ta muốn lít vào mặc dù các bạn thấy là đúng rồi thằng này là toggle button tên đấy khi lít vào nó đang ở trên trạng thái on off rồi đấy nhưng sao các bạn nhưng nó không đổi tấm hình cho chúng ta đúng không các bạn nhưng không đổi tấm hình vậy chúng ta áp dụng cái gì cái selector global để chúng ta sao các bạn xét cho thằng background để cho nó bắt sự kiện là thằng toggle button này nó được check hay không nếu được check thì là tấm hình nó là on không được check thì tấm hình nó sẽ là off ha rồi chúng ta sẽ áp dụng chúng ta ở folder rawer chúng ta sẽ nêu ra một cái selector bằng cách chúng ta nêu một cái rawer rồi mình sẽ đặt tên ở đây là cutter à mình đặt tên ở đây là line on up ok rồi line up đúng không bây giờ mình sẽ có trong mình mở cái line up lên mình sẽ có selector vậy các bạn thấy là mỗi một trạng thái lắng nghe của selector nó sẽ tương ứng với một cái item à, các bạn nhớ là bài selector ha nó sẽ tương ứng với một cái item rồi bây giờ mình có hai trạng thái đúng không một trạng thái là gì một trạng thái là khi mình lít vào thằng này là nó được check là nó sẽ sáng đèn lên đúng không mình lít cái nữa là nó sẽ tắt đèn đi vậy là mặc định đúng không rồi một trạng thái là được lít và một trạng thái là không được lít là được check á có nghĩa là các bạn thấy có phải là tốc độ của chúng ta giống như check box không trạng thái on là nó được check đúng không trạng thái off là, là nó không được check đúng chưa vậy là mình cần gì có phải là được check là mình kiểm tra trạng thái là nó được check hay không đúng không Android Stay Chúng ta sẽ có là Stay check Nếu như nó được check bằng chu Đúng không? Chúng ta sẽ bắt nhận thấy là được check như bằng được check bằng chu có nghĩa là phải là Cái bóng đèn đã được mở không? Là vậy là chúng ta sẽ chuyển qua tấm hình là gì? Tấm hình tấm đèn bóng đèn mở Android 2 chấm Rowable Rowable Lion Đúng chưa? Có phải là khi nó được Khi cái thằng Tuggle button được check vào Thì nó chuyển qua là gì? Lion còn mặc định nó sẽ là tấm hình lay up, có nghĩa là khi nó in chat thì nó sẽ là lay up. Khi nó không được chat nó sẽ là lay up. Rồi chứ coi vậy thôi. Thì chúng ta chỉ cần đây, Android 2. Rau bộ, rau bộ, lay up. Đó, các bạn thấy là mặc định nó sẽ là lay up. Rồi, nhưng bạn thấy lúc này cái background chúng ta màu trắng đúng không? Chúng ta không muốn bị màu trắng thì nó sẽ không thấy gì, không thấy cái ánh sáng đèn. Thì chúng ta sẽ chuyển sang cho cái background nó màu đen bằng cách chúng ta sẽ set background cho thằng frame layout chúng ta là màu đen. Android 2. background chuyển màu đen không 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 đó rồi bây giờ chúng ta sẽ build lên thử build lên sau đó sau đó mình sẽ giải thích lại ha mình sẽ giải thích màu lại lần nữa là cái quy tắc chạy của cái thằng này vậy bạn thấy là mình sử dụng tích á thì mình khỏi mất công là xét xem hình ảnh chúng ta là đang ở trạng thái nào đúng không nên chúng ta sử dụng image button hay là image view chúng ta bắt buộc nếu mà chúng ta sẽ sự kiện OLED đó, chúng ta phải xét xem là nó đã được lít hay chưa đúng không dù chúng ta xét xem là tấm hình đang ở là trạng thái on hay off gì đó đúng không? Thì chúng bạn thấy là chúng ta sẽ tốn rất nhiều công sức để chúng ta xử lý. Nhưng với cầu chúng ta chỉ cần biết xem là nó được check hay không được check để chúng ta xét tấm hình tương ứng thôi. Rồi. rồi. Ok, 5 giây rồi, chạy. Mình ra các bạn thấy là click vào nè. Không có gì xảy ra. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì mình chưa có chỉnh thằng này, mình chưa đổi bắt background đúng không? Background của mình phải là cái gì? lie on off đúng không nào? À uh, on off. Đây, lie on off nó phải là này mới đúng bởi vì bắt rau của chúng ta phải là thằng gì cái thằng mà chúng ta kết tầm bằng file email ha bởi vì thằng nãy là mình để là cái tấm hình mặt tấm hình mặc định off rồi chạy lên lại nha rồi các bạn chờ một tí ok rồi cho nó chạy lên nào rồi các bạn chờ một tí ha 5 giây Hiện các bạn thấy là lót riêng chúng ta 5 giây mà rồi bấm vào bóng đèn check vào sáng đèn bull check chạy vào sáng đúng không đó các bạn thấy không chúng ta sẽ với với thức gồm button và cái gì các bạn với thức gồm button và selector thì, đã, thì, chúng ta đã làm được cái gì làm được cái vụ sáng đèn như vậy rồi đúng không lít vào sáng đèn lít vào sáng đèn à, rất là đơn giản và rất là nhanh luôn đúng chứ các bạn mà chúng ta khỏi gì chúng ta khỏi mất công chúng ta xét xem kiểm tra xem là à tấm hình à, ví dụ như thằng này mà chúng ta để email button đi thì lúc này chúng ta phải xét xem là ờ thằng này nó đã được check hay chưa đúng không À nếu như này được check rồi thì chúng ta sẽ gán uh, chúng ta sẽ xét tấm hình đó là tấm hình đèn sáng như thế này. Còn nếu chưa được check thì chúng ta phải gán tấm hình đèn tối như thế này. Thì bạn thấy là chúng ta sẽ mất là, rất mất thời gian. Nhưng với toggle button. À, chúng ta có kiến thức đã học của bất button chúng ta cộng với lại gì? Cộng với lại selector thì chúng ta sẽ bắt gì? Bắt xem là trạng thái là thằng tức button nó đã là, đã được check hay chưa? Nếu như được check thì chúng ta gì? Hiện thì tấm hình nó được check lên là, là tấm hình sáng đèn, còn như, nếu nó nó không được check thì sao? Hiện Thì tấm hình đèn tắt. Đó như vậy là chúng ta đã có được ứng dụng gì? ứng dụng à, cái like với lại cái bóng đèn, bóng đèn trái ớt như thế này ha rất là đơn giản, ha, bóng đèn tròn. Rồi thì cái thằng mà thứ hai là cái thằng neon, cái thằng ông chỉ đơn giản là một tấm hình thôi, tấm hình ông như thế này thôi rất là đơn giản rồi copy luôn, mình làm nhanh luôn ha. Nó chỉ khó là khó phần là google gồm tên thôi. vì nếu như các bạn tình trạng mà các bạn chưa biết cách sử dụng ha thì chúng ta sẽ khó khăn về cách chúng ta áp dụng. Ha thì các bạn thấy là với google gồm tên chúng ta áp dụng rất là nhanh. Rồi thì uh, nếu các bạn nào không thích thức của button thì các bạn có thể áp dụng uh, bằng những cái uh, kiến thức khác để chúng ta có thể là biết được nhiều cách áp dụng khác nhau của và nhiều cách xử lý khác nhau của nhiều cái view ha rồi bởi đây mình thấy là online vậy mình cần có cái gì một cần có một cái layout để mở để mở online lên rồi new layout ở đây mình sẽ là layout neon ok thì các bạn thấy là leo neon thì mình giống như thằng cái kia thôi mình sử dụng frame luôn frame leo đấy rồi thì này cũng vậy frame leo nó sẽ nhanh hơn đó rồi thì thằng này mình chỉ đơn giản là cái image view thôi tại bạn thấy là mình không cần gì không cần tắt gì cả mình chỉ cần mở lên là nó ánh sáng neon đúng không thì mình chỉ cần image view thôi thì này là mét parent thằng này cũng là mét parent rồi sau đó thì mình sẽ xét gì xét cái hình neon cho nó thôi android 2 chấm sụt cái hình neon của chúng ta neon light. rồi như vậy chúng ta đã có được hình neon rồi thấy chưa các bạn thì về màu sắc thì các bạn chỉ uh, chích màu ra chích mã màu nó ra và chúng ta xét cho cái màu nó giống nhau là được rồi ha thì các bạn thấy là phần neon rất là đơn giản thôi thì và sau đó chúng ta sẽ thêm cái activity man activity man đâu rồi đây chúng ta sẽ tạo vì chúng ta có layout đúng không để muốn thiện thì layout lên thì chúng ta phải thông qua java java lab thì chúng ta sẽ có đây là neon activity activity đó nè activity rồi sau đó chúng ta phải gì chúng ta phải attend nó là hành gì hành một cái activity attend cái activity cho nó sau đó chúng ta vậy kế thừa lại phương cái vòng đời on react. ha kế thừa vòng đời on react. chúng sau đó chúng ta vậy set layout cho nó set content view r chấm layout chấm layout gì các bạn neon xong sau. sau đó chúng ta vậy Chúng ta xử lý cái button, cái sự kiện mà chúng ta lít vào gì? Lít vào thằng gì? Đây, thằng neon này Thì bằng cách chúng ta là qua lại cái menu chúng ta Menu, menu, menu Đây, qua lại menu Chúng ta tìm tới gì? Tới cái button là btn neon đúng không? btn neon Mình đặt tên là btn neon Sau đó mình sẽ tìm cái btn neon này Bên cái gì? Bên cái file email chúng ta ha r id btn neon Rồi cá về kiểu im button xong và sau đó chúng ta sẽ Sự hiện list cho nó btn neon chấm set on list listener did thì các bạn thấy là lúc này nè hai thằng button nó cùng xài một sự kiện list lên này thì chúng ta chỉ cần như các bạn kiểm tra xem là id nó đang đang check là thằng nào đúng không cái nghĩa là thằng nào đang list là thằng nào thông qua cái gì thông qua đi thì chúng ta sử dụng Whisk cây thì ở cái phần trước về button mình đã nói phần này nhiều rồi đó which cây mình sẽ cây ví dụ như r id nếu như cây là r id btn like thì nó sẽ thực hiện cái gì đó ha rồi sau đó nó sẽ read lại nếu như btn like thì nó sẽ hiện cái này nó mở cái uh, activity nó mở cái antenna ông lên xong sau đó mình read rồi nếu như k nếu như nó là r id btnneon neon thì nó sẽ gì mở cái lao neon lên mình được copy này lúc này mình sẽ gọi đổi cái này lại thôi thằng này sẽ là neon Last Activity à, Thì này mình sẽ đây là mở Neon Activity à, Ở đây mình sẽ là View chấm get ID để mình lấy ra gì view chấm get ID để mình lấy ra cái ID mà nó gì ID của tên mà lít vào lít vào cái sự kiện lít sau đó mình nếu như ID nó lít của mình á là một trong hai này thì nó sẽ xử lý tương ứng ha rồi ở đây sẽ là mở neon activity xong rất là nhanh sao lại cho đó chúng ta chỉ cần lên lên thôi à, lên ứng dụng lên thôi rồi các bạn thấy là chúng ta sẽ cho rên ứng dụng lên rồi chúng ta tiếp tục chờ 5 giây để cho cái gì Lát màn hình chào xong thì các bạn có thể giảm cái đó cũng được đây lít vào này vào thằng đây đúng chưa đây on off mở đèn tắt đèn xong thoát ra sau đó chúng ta lít vào này không rồi báo lỗi Báo lỗi vì sao các bạn nào nhớ hôm nào Mình đã khai báo một activity Nhưng mình sẽ các bạn Mình chưa khai báo trong Android Manifest Thấy chưa à Thì các bạn thấy là mình đã gặp lỗi này rất là nhiều lần rồi đúng không nào Đó thì các bạn cũng lưu ý luôn nha Đó Neon Activity Thì đây mình có một tấm hình Neon nữa nè Rồi mình xài tấm hình Neon này đi Các bạn lưu ý là không có dấu gạch nha Ở đây chúng ta sẽ không có dấu gạch không có những dấu gạch như này nếu có dấu gạch đó, thì trong uh, gì khi mà chúng ta khai báo ở trong uh, Rival nó sẽ báo lỗi là ký tự đặc biệt rồi mình sẽ đổi tấm hình này ông nó lại qua cái layout này ông mình sẽ xét này là bắt ra màu đen đi Android hay chấm bắt màu đen thì các bạn lưu ý là những cái ứng dụng mà liên quan tới cái hình ảnh mà chiếu sáng thì thông thường nó sẽ là bắt màu đen và cái hình chúng ta là hình chúng ta sẽ nó sẽ tương đương với màu đen thường hay tương đương với màu đen thì chúng ta sẽ có là gì ta nơi ông đây là cái gì blue này không đó nó sẽ thường thường là những background màu đen thế này Hiểu các bạn lưu ý là màu bắt ra nó luôn trùng ha để cho nó có thể chiếu sáng cũng được thì các bạn có thể vào Photoshop các bạn dùng công cụ chích màu các bạn chích màu để cho màu bắt rau nó trùng ha rồi ok bây giờ chúng ta lên lên rồi ok Còn nếu mà bạn nào làm được cái cái hình trong suốt ấy, thì chúng ta chỉ dừng giữ giữ lại hai bóng đèn thôi và cái nền sáng bóng đèn thôi chúng ta bỏ màu nền đi cũng được nữa các bạn. Rồi vào đây, đây các bạn thấy lúc này vào được rồi và chúng ta đã có được ánh đèn này không? À, rất là đơn giản rồi thoát ra vào đây sáng đèn tắt đèn à rồi thì như vậy là bạn ngày hôm nay chúng ta đã làm được cái gì các bạn hai cái bước đầu tiên là hình ảnh sáng đèn và tắt đèn và sáng đèn như thế này thì ở bài sau chúng ta sẽ tiếp tục cho cái đèn cảnh sát ha các bạn thấy là cái đèn cảnh sát nó như thế nào và cái đèn warren như thế nào thì các bạn thấy là đèn cảnh sát đây à, đèn warren đèn wearing đâu đèn nó có đây đèn là chớp chớp như thế này thì chúng ta không làm chớp chớp như thế này mà chúng ta chỉ làm một cái là nó chớp lên chớp xuống đó còn đây là đèn cảnh sát nè ha à, thì tại sao chúng ta sẽ làm hai phần này rồi như vậy là ngày hôm nay sơ lược một mình sơ lược lại ha chúng ta là gì chúng ta đã biết cách được áp dụng toggle button để chúng ta làm cái hình ảnh gì hình ảnh tắt đèn và sáng đèn đúng như các bạn à, bằng cách rồi chúng ta áp dụng toggle button và thằng gì à, và thằng selector đúng không để chúng ta bắt trạng thái check kịp của thằng toggle button rồi mình tắt mấy thằng này đi đó bắt trạng thái check kịp của thằng toggle button và sau đó chúng ta sẽ tạo ra gì tạo một cái custom tầm đúng không để chúng ta bắt cái trạng thái check kịp đó đây các bạn viên các bạn thấy đây rồi à, nếu như nó được check là chu thì chúng ta sẽ xét cái hình là bóng đèn sáng nếu như nó mặc định check nó là mặc định không phải là chu cũng không mà nó là phone thì chúng ta sẽ xét bóng đèn off và chúng ta sẽ áp dụng nó cho gì background của thằng Google vật thì lúc này chúng ta sẽ được cái phần bóng đèn on off như thế này à rất là đơn giản đúng nào rồi xin chào và hẹn lại các bạn